nên là sau khi đưa bố bạn nhỏ lên bờ thì bạn ấy bị kiệt sức và bị dòng nước cuốn trôi mất. Thì em thấy bạn ấy rất là dũng cảm. Trong năm vừa qua thì em đang được biết có rất là nhiều những bạn trẻ đang làm công việc từ thiện giúp đỡ mọi người xung quanh mình. Thì em được biết là cái ngành lực lượng của bên mình ấy, thì là có một nhóm các bạn trẻ thực hiện chương trình như là chương trình áo mùa đông phát cho những người vô gia cư ở ngoài Hà Nội mình, cái tấm áo hay là những phần quà rất là nhỏ thôi mà nó thể hiện cái quan tâm của mọi người đến những người mà có hoàn cảnh khó khăn mình. Mình nhớ nhất đến hiện tượng của Huyền Chip khi bạn đấy đã viết lại nhật ký hành trình của mình của bạn đó trong cuốn sách Ba Lô Lên Và Đi. Còn rất nhiều chi tiết như thế và rất may là sau đó thì mọi người cũng tìm ra được sự thật và mọi chuyện cũng được làm sáng tỏ. Hiện tượng mà em ấn tượng nhất năm qua đó là Kim Tan và Dreamcatcher. Bây giờ thì có thể đi bất cứ hội chợ hay là chương trình nào cũng có thể nhìn thấy là Dreamcatcher được bày bán rất nhiều. Em cũng là một fan hâm mộ của bộ phim Những Người Thừa Kế và có Kim Tan.